Ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức để làm rõ vụ án gian cảnh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 8 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của bà TL, sinh năm 1969, ngụ phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, về việc bà nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ thông báo đang giữ cháu nội của bà, đồng thời yêu cầu bà phải đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ không được gặp lại cháu nội. Bà L cho biết khoảng 19 giờ cùng ngày, con gái ruột của bà là Trần Ngọc Kim Trang chở cháu nội của bà là cháu LXBN sinh năm 2016 đi chơi. Đến 21 giờ bà L chưa thấy con gái và cháu nội về nên liên lạc nhưng điện thoại của Trang tắt máy. Một lúc sau bà nhận được tin nhắn như đã nêu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nạn nhân là trẻ em, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng PC02 phối hợp Công an thành phố Thủ Đức khẩn trương truy xét giải cứu. Đến 12 giờ ngày 9 tháng 7, bằng nghiệp vụ, Công an đã đưa đối tượng nghi vấn là Vũ Quốc Sơn, sinh năm 2000, ngụ phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức về làm việc. Tại Công an, Sơn bước đầu khai nhận là được Trần Ngọc Kim Trang thuê dàn cảnh vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của bà L. Hiện phòng PC02 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.